Lotte hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Tuần sau mình gọi món gì ít béo hơn nha chế. Kem sầu riêng đồ ít béo. Ví dụ là bánh crepe sầu riêng nè, không mập nè. Đó không? Cơm tấm không mập luôn. Đêm đẩy dĩa cơm tấm thường bị trả vô là không nhắc. Trời đang đói mà anh. Thầy ơi, cái gì là chị? Thầy cái gì? Thầy đi đâu? Thầy đi đâu?